Giới thiệu với các bạn, đây là cánh đồng bạc hà của tinh dầu Hà Na. Đây này, các em bạc hà này đã được 2 tháng tuổi. Khoảng 1 tháng nữa là sẽ đến vụ thu hoạch của các em. Đây là cận cảnh. Các bạn thấy có tốt không ạ? Bất cứ khi nào các bạn có điều kiện, nếu muốn về thăm vườn dược liệu của Hà Na, chúng tôi luôn sẵn sàng chào mừng các bạn.